Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ sơ lược qua về một cái mạch được gọi là một cái máy nguồn xung của hãng Hewlett Packard. Cái mã số của cái cục nguồn xung tổ ong này mình gọi là cái model nó là BS4321-9HB. Mặc dù mình nghĩ đó là của hãng Hewlett Packard, nhưng mà cái hãng gốc mà làm của nó là ở bên Tàu, là của hãng Lite-On. Mình hãng Lite-On là một cái hãng rất là nổi tiếng ở bên Tàu. Thì ở trên đây đó, các bạn sẽ thấy nó có những cái mã số để cho mình thấy và những cái nguồn của nó như thế nào. Là sự cái nguồn vào của nó đó, nó đi có thể từ 100V lên tới 240V, có nghĩa là ở bên Việt Nam mình vẫn có thể xài được. Và cái tần số của nó là 50-60Hz. Trong khi đó cái công suất ra của nó đó, cái công suất cao nhất của nó đó là khoảng 320W. Nó chỉ ra có một số nguồn chánh mà thôi, là cái nguồn 12V. Nó lái cho cái bo chánh của mình đó, là trên cái motherboard đó là 16A. Trong khi đó cũng cái nguồn 12V đó, nó cung ứng qua cho cái con CPU đó, là tới 14A. Ngoài ra thì nó có một cái nguồn trừ 12V chỉ có dòng khoảng chừng 150mA mà thôi. Ngoài ra nó lại có một cái nguồn khác, nó gọi là nguồn 12V SB. Thì nó lại cung cấp được 1,3A. Thì không cần biết cái số dòng lượng như thế nào, tổng cộng của nó là nó chỉ lên được tới 320W là cao nhất mà thôi. Thì đó là những cái đặc tính của nó. Cái model của nó đó, nó nằm ở ngay ở dưới bên cái mã số ngay đây. Đó là những cái sơ qua về những cái thông số của một cái mạch nguồn xung tổ ong của hãng Hewlett Packard. Thì bây giờ đó các bạn sẽ thấy đó là ở đây đó mình đã tháo cái hộp này ra rồi. Thì đây là cái hộp của nó. Ở bên này đó mình có một cái mạch để nuôi cái con fan này. Cái này là cái máy quạt của mình là khoảng 12V. Nó sẽ cung ứng cái nguồn điện DC 12V vào trong này. Ở đây của mình đó là cái chân vào của mình ở đây. Chân vào của mình ở đây thì nó cắm theo kiểu ở bên Mỹ. Ở đây mình cung cấp một cái nguồn là 110V. Cái chân này là cái chân mát nha bạn. Mình sẽ nối cái chân này xuống cái cục chassis của mình ở đây. Đó là cái chân mát. Còn ngoài ra mình gọi đây là hai dây, là hai dây nóng với dây nguội đi vào trong này. Thì trước hết đó các bạn thấy đó, mình sẽ sơ qua những cái phần tử chánh của nó. Là cái nguồn vào của mình á, lúc nào nó cũng qua một cái bộ lọc. Cái bộ lọc đầu tiên mà các bạn thấy ở bên này đó là một cái bộ lọc có chế độ chung, ở trong tiếng Anh người ta gọi là Common Mode Filter. Thì sau khi qua một cái bộ lọc này đó, nó có tụ điện, và nó có tụ điện là ở đây, và nó có những cái bộ cuộn cảm. Và cái cách quấn dây của những cái bộ cuộn cảm này á, nó quấn rất là đặc biệt. Hôm nào có dịp mình sẽ nói về những cái máy, những cái bộ lọc về EMI, EMC cho các bạn hiểu thêm. Thì sau khi mà qua một cái bộ lọc đó đó, cái nguồn của mình ở đây vẫn là cái nguồn AC như thường nha. Nó phải qua một cái cặp diode. Thì cái bộ diode nó nằm ở ngay đây. Nó có 4 con diode nằm trong cái con màu đen ngay bên này của mình. Các bạn thấy cái chân màu đen ngay bên đây. Nó là 4 con diode nó được nằm trong đó. Và nó sẽ đưa ra một cái dạng sóng sin mà nó lật lại lên cái dạng bán kỳ dương. Và sau khi mà nó qua một cái bộ lọc LC nữa, đây là một cái bộ lọc LC. Thì cái bộ lọc LC này đó, mình sẽ gọi nó là có cái dạng là một loại bộ lọc có chế độ V-sign. Trong tiếng Anh mình sẽ dịch là Differential Mode Input Filter. Thì sau khi đó đó các bạn sẽ ra một cái dạng sóng DC ở ngoài này. Thì trung bình có thể các bạn sẽ ra được một cái dòng điện áp đỉnh đó, là khoảng chừng 160V. Tuy nhiên cái độ gần áp ở đây đó, nó tương đối không có nhuyễn lắm. Thì cái mạch này đó nó có thêm những cái đặc tính cũng rất là nhiều. Thứ nhất đó, bây giờ mình sẽ đi vào những con IC chánh ở trong này. Cái con IC mà nhỏ nhất ở đây đó là cái con TNY279. Cái con này đó, nó có cái khả năng tạo ra được những cái công suất rất là nhỏ. Nó có con FET nằm bên trong đó luôn. Nó có công suất khoảng chừng 11-12W mà thôi. Thì theo mình nghĩ cái con này á, nó kết hợp với một cái biến áp xung ở ngay đây,
để nó tạo ra một cái nguồn chừng mười mấy watt để nó nuôi hết toàn bộ cái nguồn bên trong này của mình. Do đó mình không có làm theo cái phương pháp hồi tiếp, mà như các bạn thấy những cái điện áp hồi tiếp để mà mình nuôi nguồn trong những cái bài nguồn xung mà mình có đề cập qua lúc trước, thì đó là một cái mạch nguồn xung nhỏ được nuôi nguồn bên trong. Một cái con IC thứ nhì nữa mà các bạn thấy nó nằm ngay đây đó, thì cái con này nó có mã số cũng rất là đặc biệt, CM6802AHG. Thì cái con này mình tra trên Google đó, thì mình nghĩ rằng nó của một hãng ở bên China làm ra con này. Cái con này nó kết hợp tạo ra một cái mạch nguồn xung công suất được gọi là Power Factor Correction, tức nghĩa là một cái mạch tạo ra một cái nguồn xung công suất, tức có nghĩa là nó sẽ tạo ra, lấy nó boost lên từ cái nguồn này, có thể đưa lên một cái điện áp nào đó chừng 180 hay 200 V gì đó. Theo mình sẽ nghĩ là sẽ như vậy. Sau đó đó thì nó mới có thêm một con IC khác nữa, là một con IC BWM. Nó hay kết hợp giữa một con BFC với một con BWM chung với nhau để nó tạo ra một cái bộ nguồn xung. Thì đó là mình thấy ở đây mình lại có một cái bộ nguồn xung đặc biệt ở đây nữa. Đó là cái con CM6802. Mà ngoài ra đó, các bạn đi sâu vào thêm nữa đó, ở ngay cái chân dưới này đó, các bạn thấy dưới này đó mình có một cái con IC, cái chân của nó cũng khoảng mười mấy chân ở đây đó, thì mình coi nó là con TL594. TL594 là một dạng cùng dòng họ với con 494. Nó là một cái dạng nguồn xung hồi áp mà theo kiểu hồi áp chứ không phải là nguồn xung hồi tiếp dòng. Đó là cái đặc tính của con TL494. Như vậy thì cái dòng họ này nó lại tạo ra thêm một cái bộ nguồn xung nào đó nữa trong một cái mạch của mình. Như vậy ở đây mình thấy cái mạch nó tương đối khá phức tạp. Một cái nguồn xung nhỏ ở đây, một cái nguồn xung để tạo ra một cái chu kỳ xung mà được gọi là hệ số điều chỉnh công suất ở đây. Và sau đó thì nó lại có một cái mạch BWM bên trong này. Như vậy là nó ra một công suất 12W, 12V và mấy chục em ở đây. Ngoài ra thì con 494 này lại tạo ra một cái bộ nguồn xung khác nữa. Nhưng mà đây là một cái mạch mình nghĩ rằng tương đối khá phức tạp. Bây giờ thì một con IC thứ 5 mà các bạn cũng phải lưu ý tới, đó là cái con có cái mã số là PS25A. Mấy con này dùng rất là nhiều trong những cái bộ nguồn xung tổ ong. Đây là một cái loại IC mà mình hay gọi là nó dò ra được những cái điện áp, được gọi là điện áp good, tức có nghĩa là những cái nguồn của mình nó có tốt hay không, nó có hoạt động hay không, thì nó mới báo cho cái hệ thống của mình biết để nó sẽ khóa cái mạch của mình lại nếu mà có chuyện gì xảy ra. Thì cái con này mình cũng đã có nói qua trong những cái clip lúc trước. Ngoài ra thì các bạn lại thấy ở đây mình có ba cái con opto này. Ba cái con opto này á, là thường nó hay dùng trong những cái mạch hồi tiếp để nó tạo ra những cái hiện tượng cách ly từ những cái nguồn điện áp mà từ bên ngoài của mình để nó đưa về trong cái mạch hồi tiếp của mình. Đó là những cái con opto giống như cái dòng họ BC817. Đó là những cái mạch chính của nó. Ngoài ra đây thì các bạn thấy là mình có những cái hệ thống như là những con transistor để mà chạy cho những cái bộ nguồn xung của mình. Thường thì mình hay dùng những cái con FET. Và đây là cái biến áp xung chính của mình ở đây. Bên này là cái biến áp xung phụ mà thôi. Mình nghĩ cái công suất con này cũng rất là nhỏ. Và cái biến áp xung chính của mình nằm ở bên này. Và bên ngoài này đó thì các bạn thấy cái nguồn 12V của mình đó, nó đưa ra đây và nó qua một cái bộ lọc. Đây là cái con cuồng cảm rất là lớn ở đây. Tại vì cái dòng của nó các bạn nghĩ là nó sẽ chịu lên tới mấy chục ampe. Và sau đó thì có thể nó, một là nó chuyển ra thành ra nhiều cái nguồn 12V khác nhau để đưa vào trong cái máy của mình. Ở đây các bạn thấy cái dây màu vàng ở đây đó, có một cái nguồn điện áp đi ra đó là 12V. Còn trong cái đó cái dây màu nâu này đó cũng là 12V, nhưng mà nó sẽ đưa qua cái con CPU. CPU là cái cục chánh của trong cái máy computer của mình. Như vậy cái dây màu vàng này đó, nó sẽ ra cái bo, nó vô trong cái main board của mình. Ở đây là những cái connector của nó. Các bạn thấy cái dây màu vàng nó đưa vào trong này. Và những cái dây màu đen đó là những cái dây chân đất của nó. Ngoài ra đó thì ở bên này đó, cái dây màu nâu với cái dây màu đen này ở đây đó,
là ở bên chân này đó, nó đi vào cái con CPU của mình. Còn ngoài cái sợi dây cuối cùng này ở đây đó, đây là những cái dạng giống như là nó gọi là power grid, để nó đo những cái điện áp của những cái điện áp ra của mình nó có an toàn, nó có đúng hay không. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ tắt cái mạch của mình. Cái chân màu xanh này đó, theo mình nghĩ á, là nó sẽ làm cho cái mạch của mình có mở lên được hay không. Do đó nếu mà mình muốn khởi động cái mạch này đó, thì một trong những cái phương pháp mà các bạn có thể làm được đó là mình lấy cái chân màu xanh này đó, mình nối xuống mask, là xuống những cái dây đen, những cái dây đất ở bên đó, cái bên đó, và mình có thể mở những cái con cái nguồn xung này lên. Thì đến đây là sơ lược qua những cái phần chánh của một cái mạch nguồn xung của hãng HP, là hãng Hewlett Packard. Thì hy vọng mình có dịp để mình sẽ mở cái con này lên coi nó có chạy hay không. Mình mua lại cái giá khoảng $10 bên Mỹ để mình tháo ra cho các bạn coi. Ở đây là những cái thông số mà các bạn sẽ thấy ở đây. Đây là hãng Hewlett Packard, nó làm ra cái cục bus supply này, và cái mã số của nó là 4321 9HB. Đây là những cái nguồn điện áp của nó. Và dưới đây là những cái IC mà các bạn có thể đi tìm những cái data sheet của nó. Con TNY279, con CM6802, con TL594, con BS25A và những cái con auto. Đến đây là chấm dứt cho cái bài giới thiệu về một cái bộ nguồn xung của hãng HP. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.